Cuộc chiến Việt Nam nó gây ra cho đồng bào mình không biết bao nhiêu là hy sinh mà xương máu rồi đến ngày nay, chất độc da cam còn di họa đến ngày nay. Đó, rồi anh cũng biết là có hàng bao nhiêu cái nghĩa trang liệt sĩ là mà bây giờ nó vin vào cái là tháng tư đen để nó kích động người dân. Cái mục đích này là mấy ông Mỹ này là kích động người dân thôi. Em đọc sơ cho mọi người nghe nhé, cho em tổng trào nhé. 13 dân biểu Mỹ để trình nghị quyết ghi nhận 45 năm tháng tư đen. Ơ, có phải anh thấy có phải là nó đang kích động tháng tư đen là đen cái gì, trong khi cả dân tộc Việt Nam là đều mừng vui chiến thắng đất nước thu về một mối, thì bọn mấy cái thằng điếm thối ở bên Mỹ nó đề nghị lên Mỹ là công nhận tháng tư đen, mục đích là không có gì hết à, để kích động cái lòng thù hận trong cái cộng đồng cờ vàng ở bên đó thôi à, để tiếp tục chống phá. Là em đọc sơ cho mọi người nghe nhé. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ, Alan Lowen gì đó, hôm 29 tháng 4 để trình nghị quyết Hạ viện ghi nhận biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 75, tưởng niệm 45 năm ngày Sài Gòn thất thủ và sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Họ muốn dựng lại cái thây ma các anh. Mỗi năm biến cố 30 tháng 4 lại được các cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp Hoa Kỳ tổ chức tưởng niệm. Trả lời phỏng vấn BBC tiếng Việt qua email, đại biểu Alan bày tỏ, các bác nghe này, nghị quyết tháng tư đen của tôi nhằm tưởng nhớ những người đã phục vụ, đó là họ họ công nhận nhé, phục vụ nhé, phục vụ tức là làm tay sai á, những người đã phục vụ, những người đã sống sót và những người xây dựng lại. Nghị quyết này đại diện cho những gì mà người Mỹ gốc Việt đang hướng về trong thời điểm ảm đạm này đó, bà con nghe từng cái từ nó nhé, trong thời điểm ảm đạm này. Rồi nó tôn vinh những người đã chiến đấu để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là sự tưởng nhớ tới những người đã bỏ mạng trong cộng đồng người di cư, nhắc nhớ những người sống sót. Và nghị quyết này nhắc nhớ là nhắc nhớ hãy rửa hận á. Nhắc nhớ những người đã sống sót. Và nghị quyết này cũng để ca ngợi những người xây dựng lại cuộc đời ở nơi xa quê hương và trở thành thành viên hưng thịnh của xã hội Mỹ, tham gia vào mọi khía cạnh của cuộc sống Mỹ. Chính vì họ mà tôi trình lên nghị quyết này. Tuy nhiên đó, cái câu này các bác nghe này, tuy nhiên đó cũng là thông điệp gửi tới chính phủ nhà nước Việt Nam về mục tiêu hòa giải. Họ có muốn hòa giải không hay họ đang muốn dựng lại cái thây ma bà con? Tôi hy vọng rằng đây mới là cái mà họ họ ngang ngược này. Tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ tận dụng một cơ hội gì? Tận dụng một cơ hội như thế này để tiến tới việc chữa lành vết thương do biến cố 30 tháng 4. Ai cần chữa lành? Chúng nó không 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 chữa lành cho những hy sinh mất mát của cha ông mà chúng nó tội chúng nó gây nên thôi, chứ mắc gì chính phủ Việt Nam phải cả. Nó nói rất là hách dịch và rất trịch thượng bà con. Cái điếm thúi bọn cho nên Ly thấy bọn Mỹ là điếm thúi. Tuy nhiên đó cũng là thông điệp gửi tới chính phủ Việt Nam về mục tiêu hòa giải. Tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ tận dụng một cơ hội như thế này để tiến tới việc chữa lành vết thương do biến cố 30 tháng 4 để lại. Ngay cả sau 45 năm, những vết thương này vẫn hằn sâu trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thế người trong nước thì sao? Xương máu người trong nước bộ là đá là gỗ à? Nhưng đã đến lúc chính phủ Việt Nam bắt đầu thực hiện những bước đi để dẫn đến một sự hòa giải vĩnh viễn với cộng đồng người di cư. Ý của họ là nhà nước mình có lỗi, và cái mục đích của cái nghị quyết này là để kích động lòng thù hận cái những cái cộng đồng cờ vàng thôi bà con. Những bước như này, bà con nghe này, những bước là mà nhà nước Việt Nam họ yêu cầu nhà nước Việt Nam mình phải làm để hàn gắn vết thương, để gì, để xoa dịu vết thương này. Những bước như là thả tù nhân lương tâm ở Việt Nam,
là cái này là xâm phạm nội bộ đó nhé. Quyền bà Tôn Nữ Thị Ninh đã nói rồi, những trong trong nước Việt Nam chúng tôi có những đứa con hư thì hãy để chúng tôi đóng cửa dạy chúng nó, và tất nhiên là dạy theo cách của người Việt Nam. Các ông hàng xóm đừng có mà chọ mõm vào mà can thiệp. Chính bà Tôn Nữ Thị Ninh đã nói vậy. Những bước đi như là thả tù nhân lương tâm ở Việt Nam này, nghe cái câu này mới muốn muốn sôi máu này bà con. Trùng tu bảo tồn nghĩa trang Biên Hòa, hết đòi vinh danh nọ kia rồi, hết đòi bỏ chữ Ngụy rồi, hết đòi công nhận chế độ Việt Nam Cộng Hòa đấy, bây giờ nó lại đòi là trùng tu bảo tồn nghĩa trang Biên Hòa, thừa nhận tự do tôn giáo và tự do báo chí. Bà con thấy này, tôn giáo hằng ngày nó lên nó ra rả nó chửi dậy mà vẫn nói là Việt Nam vi phạm tôn giáo, rồi báo chí muốn viết gì viết. Giờ ngay cả em không là nhà báo, em lên em nói thoải mái vậy mà nó chưa có tự do báo chí. Chị cha hung hãn nhé, thừa nhận tự do tôn giáo và tự do báo chí và duy trì các quyền và tự do cơ bản của công dân Việt Nam dưới được bảo đảm trong hiến pháp Việt Nam, bao gồm quyền tự do ngôn luận, biểu đạt, hội họp và lập hội. Cái này là nhắc lại cho cả bà con nhớ nhé. Trong đó có 100 nhân sĩ trí thức, gồm có Nguyễn Quang A, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Quang A, Chu Hảo, vân vân đó, là từng gửi một lá thư lên cho ông Mỹ là yêu cầu những cái này nè. Quan trọng hơn nữa, tôi tin rằng tưởng nhớ thảm kịch tháng Tư Đen là một, đối với người Việt Nam chúng tôi không phải là thảm, mà đối với người Việt Nam chúng tôi là một cái đại thắng. Quan trọng hơn nữa, tôi tin rằng tưởng nhớ thảm kịch tháng Tư Đen là một phần của hành trình tiến tới một Việt Nam hy vọng hơn và khởi đầu mối quan hệ mới giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt di cư khắp thế giới. Khói cần. Thông cáo báo chí từ văn phòng dân biểu Alan cho biết nghị quyết Hạ viện nói trên vinh danh quân lực Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã cùng chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, vinh danh hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng trong hành trình vượt biên chạy khỏi Việt Nam. Toàn những cái lời gây kích động thôi bà con. Rồi, vinh danh hàng triệu người Việt đã được các quốc gia trên thế giới an toàn, tức là họ ở Việt Nam an toàn. Vinh danh hàng triệu người Việt vinh danh hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng trong hành trình vượt biên chạy khỏi Việt Nam, tức là trong quá trình chúng nó chạy á, thì có một số là chết trên biển. Bà con bây giờ là nó nhằm khơi lại cái hận thù đó để càng ngày người ba que ở nước ngoài nó càng chống phá để cho Mỹ nó thừa nước đục thả câu. Bà con, vinh danh hàng triệu người Việt đã đến được các quốc gia trên thế giới an toàn và vinh danh thành quả cống hiến của người Mỹ gốc Việt cho Hoa Kỳ trong hơn 45 năm qua. Vừa vào chọc lũ hát quốc hận. Dạ. Đúng rồi, hôm nay những ngày này là mình phải nói lên cái quan điểm của mình. Những vết thương từ sự sụp đổ của thủ đô Sài Gòn vẫn còn in sâu trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thế người Việt trong nước không in sâu chắc. Sau 45 năm, nỗi đau thương này tiếp tục được ghi nhớ bởi những người đã vượt thoát từ cái chết, những người đã sống. Bà con hãy nhớ những cái ngôn ngữ của bọn này nó xảo quyệt lắm. Những người đã vượt thoát từ cái chết, ý là vượt thoát khỏi chế độ cộng sản đó bà con, họ thâm độc lắm. Những người đã sống sót sau cơn kinh hoàng và những người đã phải gây dựng lại cuộc sống tha hương. Dân biểu Lowenthal phát biểu như vậy đó. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt với dân số trên 2 triệu người đang tiếp tục vươn lên và đang cống hiến vào giấc mơ Hoa Kỳ cũng như cho xã hội đa văn hóa của nước Mỹ. Rồi, nghị quyết này được đồng bảo trợ bởi 12 dân biểu Hoa Kỳ khác, gồm những ông sau đây. Cái này em đọc, bà con biết không? Em vừa chỉ gõ hai cái thôi, em vừa chỉ gõ vô sơ sơ thôi, là ở nghĩa trang Hằng Dương. Tại vì em vẫn nghe nói là trên đất nước Việt Nam có hàng ngàn cái nghĩa trang, nhưng nghĩa trang Hằng Dương là nghĩa trang lớn nhất. Cái nghĩa trang Hằng Dương này nằm ngoài Côn Đảo á, mà có tổng số 20.000 người tù đã chết ở đây bà con. Mà bà con nên nhớ những người tù mà chết ở Hằng Dương á, chôn ở Hằng Dương á,
phải nói là giờ bà con nghĩ lại rất là đáng thương, bởi vì họ không phải chết già, không phải chết bệnh, cũng không phải chết vì đi vượt biên như cái lũ Ba Sọc này. Bởi vì những cái lũ Ba Sọc mà nó đi vượt biên đó bà con, là nó đáng, nó chết là đáng. Bởi vì thứ nhất nè, nó chết là vì cái gì? Đầu tiên nó có tội với dân với nước, nó mới phải tháo chạy. Cái thứ hai á, muốn đi vượt biên là phải có ít nhất nè là cấp tướng tá, hoặc là phải có thân nhân người quen làm cho Mỹ, hoặc nữa là phải có tiền nhiều để mua những cái con cái xuồng cái ấy, mua vé để, nói chung là phải đút lót cho cái bọn tàu thuyền để đi. Cho nên á, cái bọn đó nó có chết á, thì cũng xứng đáng bà con. Nhưng mà nghĩ lại á, là có dạ ly chào bác Hải Thanh Trần, Hải Trần Thanh, là trong đó có 20.000 tù nhân chết ở Côn Đảo, mà những cái người chết ở Côn Đảo đa phần là hoặc là chết bị đánh, bị tra tấn dã man quá, hoặc là giống như kiểu bị giam cầm tra tấn, rồi là giống như đuối sức rồi chết, gọi là họ chết chẳng khác gì mà họ rất là đau đớn trước khi chết, chứ không phải chết một cách nhẹ nhõm. Ngoài Côn Đảo ra đó bà con, thì ở cái nghĩa trang Trường Sơn là ly gõ lên là có 10.333 ngôi mộ. Đó. Và trong ở cái nghĩa trang Hàng Dương á, thì có một cái câu chuyện rất là cảm động bà con, là có một cái người tù mà trước khi bị chết á, thì cái ở ngoài đó những người tù mình á, như tù Côn Đảo là thường là tù gọi là tù rất là nặng, nó coi là tù giống như nguy hiểm á, họ đối với Mỹ Pháp thì nó coi là những người yêu nước là những người nguy hiểm á. Thì Ly đọc một câu chuyện là có một cái bác đó mà Ly không nhớ là trước khi mà bị giết chết ấy, là bác ấy có duy nhất một cái áo, mà áo cũng rách tả tơi rồi, là bác ấy cởi cái áo nhường lại cho cố Tổng Bí thư Lê Duẩn bà con. Tức là nghĩ là mình chết rồi không cần cái áo nữa, trong khi đồng chí của mình ở trong tù ấy, họ cần cái áo ấy, là cái bác đó là cởi cái áo đấy ra để tặng lại cho Tổng Bí thư Lê Duẩn. Mà bây giờ ra ngoài đó vẫn nghe nó vẫn có cái hoạt cảnh, người ta tái hiện lại cái cảnh đó, những người tù ở ngoài đó họ chết rất là đau đớn. Biết bao nhiêu người đến giờ chưa, gia đình chưa tìm thấy. Ly xin lỗi. Bác của Ly là chỉ có ở trong hầm á, tức là trong những cái hầm để sửa chữa ô tô, mà ô tô từ ngoài Bắc mà chở vũ khí chở ấy vô Nam á bà con, mà cả bác cả đồng đội rất là đông ở trong một cái hầm rất là lớn để sửa chữa ô tô để cho kịp để chở vô Nam á, là bị nguyên một cái quả bom rất là lớn ném trúng hầm, là chôn vùi hết cả bác cả đồng đội. Đến cách đây 20 năm nhà Ly đâu có điều kiện để tìm bác ở đâu đâu, không biết. Cái sau người ta quy tập bác về nghĩa trang Quảng Bình. Nhưng mà hồi đó thông tin liên lạc cũng không có tiện. Người ta có thông báo ở trên tivi á, trên đài đài phát thanh, nhưng hồi đó chưa có tivi. Nhưng mà nhà Ly đâu có nghe đâu, ngày xưa ở quê lo đi làm ruộng đâu không à. Cái đến sau là cũng không biết mộ bác nằm đâu, cái cũng nhà cũng có điều kiện đi tìm. Hên là tới chừng là có một cái bác là đồng đội của bác ấy, là bác ấy người Quảng Bình, thì bác thấy cả xã mình có một cái nghĩa trang thì bác cứ ra bác thắp mộ cho những người nằm xuống đó. Thì bác đi từng ngôi mộ bác thắp, rồi bác đọc cái địa chỉ rồi tên, thì bác nhận ra là cái người bác của Ly á, là bạn của bác, đồng đội cùng ấy về bác. Thì bác mới mò từ Quảng Bình, mà hồi đấy bác cũng nghèo lắm. Lúc đấy nhà Ly vô trong nhà bác thăm là nhà bác chưa có điện để xài á, thế là mới chỉ mộ cho bác của Ly. Rồi bao nhiêu người mà Ly đi thăm ở trên Tây Ninh á, Ly thấy có rất nhiều ngôi mộ mà hầu như là toàn người ngoài Bắc không, mới 17, 18 tuổi không. Họ đến nay á, rất nhiều hàng ngàn người chưa có tìm thấy xác, đang ở đâu trong rừng, trong núi. Đồng đội chôn ở trong rừng, trong núi, có nhiều người đánh ở bên Phun Pot Campuchia này. Mà bây giờ cái bọn ngụy quân ngụy quyền này nó đòi nhà nước mình phải xây dựng tu sửa cái nghĩa trang Biên Hòa. Mình á, bên mình á
Rồi chưa kể ở trong cái bệnh viện Từ Dũ có những em bé mà bị chất độc da cam ấy, đẻ ra không có tròn hình hài, có người có em bé không có mắt, có em bé tròn lòn lòn như một cục thịt, không có cả mắt cả tay cả chân. Chất độc da cam còn nó rất là nhiều ở trên đất nước Việt Nam. Rồi chưa kể là sau đó nhà nước mình á phải gồng mình lên chịu cấm vận 20 năm chống rồi chống Trung Quốc rồi rồi giúp Campuchia vân vân, trong khi chúng nó ôm tiền bỏ chạy. Mà bây giờ chúng nó không hiểu được những cái nỗi khổ người trong nước phải gánh chịu mấy chục năm trời. Ăn bo bo, có bo bo mà ăn là sướng rồi. Thiệt đấy, Ly sinh năm 73 mà Ly toàn phải nhịn đói không. Ly chỉ mong á, Ly đi học về lúc đấy năm 80 rồi. Đi học về thấy bà ngoại Ly nấu một nồi cơm thì có hai ba hạt dính còn nửa củ lang không. Ở quê Ly mùa hè trời nắng, nắng gió Lào á, Ly ăn được. Ly bảo bà ngoại ơi, bà nấu riêng cơm bà cho con nửa chén cũng được, con gán củ lang lắm rồi. Mà lúc có củ lang ăn là hên á, còn có đến đến cái lúc mà gọi là giáp hạt á, bà con là củ lang cũng có mà ăn, phải rang cám để ăn. Bác của Ly mất, bố của Ly hy sinh, bác Ly hy sinh, bỏ lại ông bà nội Ly rầu cũng chết luôn. Mấy chị em con liệt sĩ sống rất là vất vả mới có được con đứa. Nào là đòi vinh danh, giờ đòi tu sửa nghĩa trang, bởi vậy mỗi người có một tiếng nói. Ly cố gắng khóc nữa. Thì bà con thấy cái nghị quyết này không phải là nó vì cái người Việt, không phải hỏi nhân đạo đó bà con. Mấy cái thằng cha điếm thúi này nè, nó làm lên vậy để khi nó bầu cử ứng cử nó có thêm cái phiếu bầu, nó gọi là một một phát súng trúng nhiều đích. Nó vừa có phiếu bầu của cộng đồng người Việt này nè, nó vừa lại kích động được cái lòng thù hận trong cái cộng đồng người Việt này, cho nên mối thù này không bao giờ dứt. Chúng mình ở trong nước có muốn là gọi quên đi hận thù để giang tay đón họ về, nhiều người cứ nói là thôi quên đi quá khứ để hướng tới tương lai để người ta về cùng nhau xây dựng đất nước, nhưng mà cái số người về đó thì cũng nhiều, nhưng cái số mà còn hận thù mà nó họ hận thù cộng sản cũng ghê lắm bà con. Chứ kể cả cái người về mình chẳng chắc gì họ về là có thật tâm hay không đó. Cho nên là Ly nghe được cái nghị quyết mà Ly nóng, Ly sôi máu, Ly thấy Ly rất là bực mình. Rồi nhiều người cứ rờ trong nước nữa, nhiều người cứ nói thấy Trung Quốc đang đang ấy, nói là dựa vào Mỹ, Mỹ là cái thằng điếm thối, nói thiệt á. Cho nên có nhiều người trong nước, có người thì vô tư, nhưng mà cũng có người là họ 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 muốn chống phá đất nước, cho nên họ cứ họ ăn tiền của hải ngoại, cho nên họ cứ kêu Việt Nam á, là hợp tác với Mỹ. Mỹ Ly thấy Mỹ còn điếm thối hơn ai, thiệt á. Ly đọc nhiều sách mới thấy cái mưu mô của Mỹ rất là điếm thối. Cho nên là hả, đừng có nói là nhiều người cứ 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 nhẹ dạ thấy nói thôi giờ chính phủ nhà nước mình cũng đưa ra nghị quyết 36 thế nọ chứ, chính phủ đưa ra là cái chiến lược của chính phủ, còn người dân mình á, thì phải có những cái suy nghĩ. Đừng có nghĩ là chính phủ dạy là bây giờ hòa hợp hết, mất mưu á, mất mưu. Ly chỉ sợ mất mưu á. Đó, bà con thấy họ có bao giờ vẫn kích động ở trong nước, nội công ngoại kích vào. Cho nên người trong nước mình cứ 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 gọi là bao dung độ lượng, nhưng mà họ không có coi, họ không có quý trọng cái lòng bao dung của mình, mà họ cứ lợi dụng cái lòng bao dung đấy để họ họ làm đó. Bà con thấy con Trần Thị Ái Liên giờ như một con khùng suốt ngày cứ đòi trở về để lấy lại ấy, lấy lại nước Việt Nam Cộng Hòa. Với lại một ông linh mục ở bên Úc thì làm một cái thư là yêu cầu trả lại cái tên Sài Gòn. Nó quyền hành gì bà con? Nó ở nước ngoài mà nó quyền hành gì nó đòi trả lại tên Sài Gòn? Đất nước này của ai mà nó đòi? Đó. Mà Ly hay đọc của những cái bọn đó, nên Ly biết cái bọn người Việt
bọn Ba Sọc ở hải ngoại á, nó có nhiều hội đoàn, nhiều tổ chức mà nó vẫn luôn luôn gào thét, nó vẫn đòi nước ngoài là các thế lực phải làm thế nọ, Việt Nam phải không cho Việt Nam vào WTO, không cho Việt Nam vào tổ chức nhân quyền, không cho Việt Nam ký kết kinh tế, không giao thương buôn bán, không làm ăn với Việt Nam, đủ thứ, chứ không phải là như mình trong nước nghĩ một cách là ở người Việt với nhau cả thôi bỏ qua đi để cùng xây dựng đất nước đâu. Nó Ly nói thật đấy, tại Ly đọc nhiều Ly thấy thậm chí có những ông già răng mó mém hết rồi chứ vẫn quyết lật cộng sản mới ấy, rồi có những người là thề là còn cộng sản họ không về cơ mà. Đó, rồi ngay cả cái thằng Hà Văn Sơn hôm qua Ly nói bà con thấy rồi, nó về Việt Nam nó nhớ, nó về nó thèm, nó về nhưng nó giọng nó vẫn là giọng theo cái kiểu là giọng đại ca, giọng giang hồ, giọng trịch thượng đó. Cho nên là Ly nói thiệt á, ai mà nói gì nói với Ly, nhiều lúc Ly là con người là rất là dễ mùi lòng, dễ ấy, nhưng mà Ly thấy những cái bọn này á không thể nào tha thứ được. Bây giờ cái nghĩa trang của họ, nghĩa trang Biên Hòa đó, nhà nước mình cho bảo vệ giữ gìn, không bị phá hủy, không bị xâm phạm gì hết. Đó, mộ ông Diệm ngày xưa, ông Diệm ông Nhu thì ngày xưa chôn ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, sau này mình nhà nước mình cấp tiền cho để người thân của họ di chuyển về ngoài nghĩa trang lấy thiêu vân vân, dạy quá tốt rồi còn gì. Cái tiền đó thay vì bây giờ có những người có thân nhân đang chưa đi tìm thấy, đang có những anh bộ đội đang phải bỏ xác lại bên Campuchia vân vân, chưa có tìm được về, rồi những cái người mà chết cái chiến tranh Trung Quốc chết biết bao nhiêu người nó bị nó thảm sát á, mình chưa làm được cái gì, chưa có được cái gì cho họ, cũng như những cái thân nhân của họ đến ngày 27 tháng 7 á, một năm họ chỉ được có mấy cái đồng tiền thờ cúng chứ họ đâu có được cái gì nhiều, mà trong khi đó nhà nước mình phải gồng mình lên để lo cho những cái người đã từng cầm súng bắn lại đồng bào mình. Ngay cả cái ông hàng xóm của Ly cách đây một nhà này, ông là lính Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ ông ở nhà ăn chơi không à. Đó, mà mới hôm qua hôm kia có 4 người ở bên xã xuống để khảo sát. Ông có căn nhà chiều ngang 4, chiều dài 18, mà ông ở nhà ông ăn chơi không, mà lúc nào ông chửi thằng Hồ Chí Minh, với lại ông ghét nhà nước, ghét đảng lắm. Vậy nhà mà nhà nước mình ở bên xã đưa 4 người tới để khảo sát nhà ông, để lợp nhà, để sửa nhà cho ông. Đấy, mà giờ ông thì có một đứa con giàu, thì nhưng mà đứa con không ở với ông, thì nó ở trong gần ngã tư Bảy Hiền, thì người ta mới đến khảo sát, người ta nói giờ bên quỹ vì người nghèo người ta cho 40 triệu, nhưng mà nhà của chú thì nhà 48 là lớn quá, cho nên 40 triệu không đủ sửa. Thì ông nói vậy nè, ông cần tiền, mà ông ấy chỉ cần cấp cho ông cái giấy sửa chữa để ông sửa là con ông bỏ tiền ra sửa. Có nghĩa là họ đâu có nghèo đâu bà con, ông chỉ là già rồi không làm gì, cho nên nhà nước mình xếp vào hộ nghèo thôi. Đó, chứ con ông thì lại là có trong tay cả chục tỷ, chỉ khác nó ở với ông. Đó, nhưng mà người ta chỉ thấy là ông ở đây có mình. Cái rồi cái nhà thì ông cũng đơn giản thôi, tại con ông có nhà lớn trong thành phố thì ông thích ở đây cho thoải mái, thì ông về ông ở cái nhà thì người ta cũng sửa sang gì thì xếp vô hộ nghèo. Nó thì nhà nước mình lo như vậy, bà con hỏi gì nữa. Trong khi họ có tội với dân với nước thì họ được lo lắng vậy. Trong khi những người đã hy sinh, thậm chí nhé, có những người bây giờ ví dụ như Ly nhớ cái bác Vũ Minh Tằng mà bị ghè, bị ông Bảy Nhu ghè chính cái răng á, là sau này người ta đăng lên cái cảnh sống của bác Ý, rồi thấy bác Ý hai vợ chồng ở Nam Định cũng vất vả mà nghèo khổ, mà mỗi cái tiền thương binh rồi cả sức khỏe không có để lao động á, rồi sau đó rồi đăng báo lên là những cái tổ chức cá nhân người ta mới đến giúp đỡ cho bác Tằng lập nhà lập cửa. Thì bà con thấy vậy có nói gì nữa, nhà nước mình lo vậy, lo cho đâu có phân biệt, đâu có kỳ thị đâu bà con. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió không có đừng đó. Trong khi bọn cái những cái người mà bác que thì họ hận thù không dứt, họ vẫn còn ngùn ngụt, mà cái bọn những cái thế lực ở bên ngoài thì nó lợi dụng cái sự hận thù đó để nó cứ muốn dựng lại cái thây ma đã chết. Đó. Rồi cho nên là nhiều người cũng hiểu nói là thôi giờ hàn gắn lại đi. Nói thật Ly không tin mấy cái người, kể cả những người mà về, nhưng mà chưa chắc là có thật tâm yêu nước đâu.
Đó, Ly nói thế. Ly bức xúc quá, Ly lên đây chứ mà thôi, Ly không nói nữa. Ly cảm ơn mọi người, chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ. Ly xin lỗi nhiều, đừng có buồn Ly ạ.